Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ đánh tiếp những cái con boss còn lại. Nhưng mà trước khi mình đánh boss thì để mình chuẩn bị cái nguyên vật liệu cần thiết trước. Đầu tiên là những cái quả điệp khúc nè, mình sẽ nung nó lên. Cho vô là nung đi. Đó, mình chia ra cho nó nung nhanh nhanh hơn ha. Tại vì với cái quả điệp khúc này khi mình nung ra thì nó sẽ tạo thành đây cái quả điệp khúc nở bung á, và từ cái này mình có thể kết hợp với những cái que quy lửa là mình có thể tạo ra những cái thanh gậy en nè. Đó, cái này thì rất là cần thiết cho công việc ngày hôm nay á, nên mình sẽ chế tạo kha khá đó. Đây, mình sẽ làm thêm hai lần nữa là được 12 cây rồi. Chế tạo lần lượt hả? À gì gì mới đúng. Rồi 12 cây thì chắc đã đủ rồi đó. Tiếp theo thì mình sẽ cần những cái khối hắc diệm thạch khóc nè, cũng như là hắc diệm thạch bình thường. Đây, mọi thứ thì mình sẽ đem một chút ha. Không biết như đây đủ không nữa, đem 2 stack đi cho chắc. Rồi, dục vô ba lô thôi. Ừ, phải nói ba lô mới nhớ. Thiệt cái tình luôn, mình có 2 cái ba lô mà mình kiểm tra mới có 1 cái ba lô à. Cái trái tim hắc diệm thạch nó nằm trong ba lô còn lại nè. Bó tay chấm cơm chấm nước mắm với mình luôn á. Đây, cắt cái trái tim hắc diệm thạch vô trong lại đi ha. Khi nào quẩn quẩn thì mình sẽ chế tạo đồ liên quan tới nó sau. Cất ba lô này ở nhà luôn đi. Tranh thủ lúc này thì mình cũng sẽ dọn lại cái ba lô còn lại cho nó trống trống một xíu. Chút đi khám phá cho nó tiện ha. Trong đây chứa mấy đồ cần thiết thôi. Chuông của mấy bác dân làng nữa thiệt tình á. Đi khám phá ghét. Chắc mình bơ hết mấy cái chuông của những ngôi làng về luôn quá. Sợ thiệt, đồ ăn đồ uống rồi giật lại đây. Rồi, nói chung thì hiện tại thì hình như là không còn thiếu gì đó. Ừ, và nếu mà mình đánh boss thành công thì hình như mình còn có thể cưỡi được rồng đó, ấp trứng rồng và cưỡi được rồng luôn. Nên hôm nay mình phải cố gắng đánh cho được cái con boss ngày hôm nay ha. Rồi, những cái orc skin mình sẽ cất ở nhà. Rồi, mọi thứ đều đã đầy đủ hết rồi. Giờ thì chắc mình lên đường thôi nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bay lên trên để lấy cái trứng rồng trước ha. Tại vì hôm bữa mình chưa có kịp lấy cái trứng rồng á, nên bây giờ tranh thủ mình lấy cái trứng rồng. Rồi, đặt cái đuốc ở dưới. Và cái trứng rồng á cũng là một cái thứ cần thiết để cho mình triệu hồi ra con boss á, nên mình bắt buộc phải lấy luôn. Xong phiền, giờ thì tiến hành triệu hồi boss thôi. Mình sẽ triệu hồi nó ở giữa giữa một xíu để dễ dàng một hồi mình đánh nữa. Và muốn triệu hồi boss thì mình cần phải có cuốn sách này để cho nó trợ giúp một xíu ha. Để coi hình như là mớp thì phải. Chính xác, nó tên là The Eye. Con boss này nó hình cái viên cái này là mắt của Ender luôn á. Rất là to ha, phiên bản khổng lồ luôn. Summoner không phải cái này. Mình phải tìm cái chỗ để mình xây cánh cổng nè. Không có ở đây rồi. The Icerin. Đây, chính xác là cái này. Icerin á. Xây thấp xíu được không? Rồi, đặt ngay đây. Đó, đây là cái công thức để mình xây ra nó. Mình sẽ bắt đầu lấy nguyên vật liệu cần thiết thôi. Đầu tiên thì mình cần hắc diệm thạch, mình đặt ở phía tầng dưới trước. Đặt nó xuống, đặt tầng 7 thấy chưa? Chui hết đã tầng 7 rồi nè. Mỗi lần xây cái này là ha, mở con mắt to, thật là to ra nhìn cho nó kỹ. Không thôi là xây lộn đó. Rồi xây ở đây. Đó, được phần nữa cái quá trình rồi. Mình sẽ lấy luôn khối hắc này lại. Rồi mình sẽ... lấy tiếp những cái khối hắc diệm thạch khóc ha, để đặt ở tầng trên. 1, 2, 3. Ở đây. Và cuối cùng là những cái thanh gậy en. Đâu rồi? Lộn ba lô. Thanh gậy en nè. Đó, mình sẽ đặt ở những cái góc như vậy. Đó. Rồi, giờ thì nó còn thiếu đúng cái trứng rồng thôi. Và trứng rồng thì mình mới lấy hồi nãy luôn ha. Bây giờ mình sẽ cho vô đây. Complete. Đó, hoàn thành rồi. Ui. Con Enderman này.
Enderman. Mình có làm gì nó đâu mà nó hung dữ với mình. Rồi 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 rồi. Cái nghi thức triệu hồi cái con boss nó đang được diễn ra á. Và cái này thì phải chờ đợi á. Mất cũng khá là nhiều thời gian đó. Nên mình sẽ AFK đây xíu, khi nào boss xuất hiện thì mình cùng nhau chiến đấu với nó thôi. Ồ, nó xuất hiện rồi nè. Đây rồi, đây rồi. Wow. Ow. Căng vậy, còn có Enderman nữa. Rồi ôi, nó nổ phát chết Enderman luôn rồi. Ghê thiệt. Ồ. Con này hơi căng nha. Ow. Enderman đi ra đi. Con Enderman này. Nó chuẩn bị tấn công mình hay sao á. Nhưng mà mỗi lần nó vận sức để nó tấn công mình có thể quỷ cái đòn đánh của nó bằng cách bắn trúng nó ha. Ê. Chơi chơi chơi. Nó còn tạo ra những cái con mắt nhỏ nữa kìa. Ui vô. Ui con này đánh đau nha. Đã vậy còn bị Enderman cà khịa nữa. Đi ra chỗ khác. Khốn kiếp thiệt. Đừng có cà khịa nữa thôi con Enderman này. Đã đánh boss đã mệt rồi còn bị vướng con Enderman. Con Enderman. Ui nó dịch chuyển mình đi đâu kìa. Ghê thiệt. Boss nè. Con này chủ yếu là tấn công bằng cung. Ui nó dịch chuyển mình nữa. Rồi. Cái mắt nó bị bể rồi kìa. Nó sắp tàn đời với mình rồi. Cố lên. Một xíu nữa thôi. Ui mình bắn một lúc là mình sẽ bị dịch chuyển bằng siêu năng lực của nó ha. Nên cũng khá là căng đó. Tiêu diệt liền. Yes, hình như mình tiêu diệt thành công rồi. Ủa chưa hả? Enderman đi ra đi. Cậy thế nhờ. Chết chưa? Ủa chết hết chưa vậy? Sao vẫn còn một vài cái con Ender ai ở đây nhỉ? Rồi đó xong rồi đó, hình như xong hết rồi đó. Yes. Thành công rồi. Ở phía trên đó hình như là cái chỗ mà con boss nó chết, nó rơi ra đồ đó. Để bây giờ mình sẽ lên trên đó để mình coi thử ha. Bay lên. Đã ốc. Khoan. Không phải đâu. Cái này là cánh cổng dẫn tới thế giới Void. Thế giới hư không á. Ủa gì con boss nó rơi ra đỡ đâu ta? A few moments later. Ê nè nè nè, hình như có nè. Brim ai? Fill up at Smith table. Ồ cái này nó có công dụng gì đó, nên mình cắt vô đi. Rồi. Đây là con boss tiếp theo nè. Wow. Con boss gì thì ghê à. Ui. Ôi quá trời những con say luôn. Căng vậy. Ui da, ai da, đau. Ủa con boss đâu? Ôi mình không bắn con boss này được. Ow. Ôi mình quýnh mấy cái fragment này là nó nổ. Wow. Vậy con quýnh con boss này kiểu gì ta? Rồi. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ bắn những quả cầu này vô boss thì mới được, nhưng mà không, mình phải bắn vô những cái fragment này nè. Mình sẽ dụ cho mấy con đàn em nó bắn mình. Xong mình sẽ bắn vô cái fragment. Dạ. Căng nha. Rồi mấy cái fragment thôi. Đây bên đây có một cái nữa nè. Căng rồi. Ui da, quýnh nó nổ đau quá. Boss này boss thứ dữ rồi. Cách đánh nó hơi lạ một xíu ha.
kép rất mạnh đâu rồi. Mình phải tìm những kép rất mạnh ra. Nè nè, kép rất mạnh nè, rất mạnh nè. Từ từ từ, để cho mấy đàn em nó tấn công mình cái. Tấn công tao đi, mấy con đàn em kia. Nó tấn công gì sao mình phản đam giờ? Đó đó, ôi, tấn công một rồi. Cây thật á. Chắc mình sẽ giết bớt đi. Chừa một vài con thôi. Khó xơi rồi. Cái con boss khó chịu thiệt á. Ừ, còn con nè. Thì rồi. Ui, nó lại đẻ thêm. No 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 no. Tấn công tới đi. Eo. U, nó làm mình mù lo rồi. Con boss này đánh hơi bị căng rồi. No 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 no. Đánh con boss này đúng mệt luôn á. Mình phải đợi cho nó spawn ra những cái fragment này nè. Cái mà có cái màu hồng hồng ở trên đó thì mới gây được máu cho con boss. Ngồi đợi cái này cũng mất mấy phút rồi. Đó, phản đam cho nó tấn công vô cái fragment là mình sẽ gây được máu cho boss ha. Nếu như mình tính không lầm thì chắc tầm 4-5 lần nữa thôi là mình sẽ tiêu diệt được con boss này á. Nhưng mà đợi chắc cũng hơi lâu. Đánh boss thôi, đợi cả thanh xuân luôn. Ô. Chưa, đợi xíu mình phản lại nốt cái này cái đã. Đó. Bảy thêm cái nữa rồi. Giờ thì còn một cái bên này nữa. Một lần nó xuất hiện tầm 3 đến 4 cái rất mạnh ha. Nên gây cũng không có được nhiều máu lên boss cho lắm. Đây, tấn công đi lẹ đi, mấy cưng. Đó, xong phim. Rồi, giờ tiếp tục ngồi đợi cho nó xuất hiện tiếp thôi. Ô, bây giờ con boss nó vô chân giữa rồi nè. Chặt nó thôi. Ui, lâu lâu nó mới đáp vô giữa nè. Áp sát lại, chặt nó. Ui, nó lại chuồn mất rồi. Oh no. Hiếm lắm nó mới áp sát lại mà mình không kịp đánh nó. Nhớ nó vô giữa nè, Này thì vô giữa nè, chặt nó. Này thì vô giữa, quýnh cho người lên bờ xuống ruộng luôn. Vô giữa. Hết đánh được rồi. Đấy được, còn được. Rồi, nó bay tiếp rồi. Đấy, lâu nó mình gần nó vô giữa, mình quýnh nó tiếp ha. Vậy cũng gây được khá sát thương lên nó đó. Đây, nó vô giữa. Tới số mình. Chặt nó. Giờ lâu quýnh nó thôi, không quýnh nó bên kia đâu. Khô máu với nó. Nó còn 115 máu thôi. Ha, người sắp chết rồi. Và nãy giờ nó không có xuất hiện thêm những cái fragment ta. Hình như khi mà nó thấp máu nó sẽ không có đẻ thêm fragment. Ồ, nãy giờ mình nhìn kiếm mấy cái fragment gây được sát thương cho nó mà không thấy nè. Kệ em sao. Không đánh fragment nó, chỉ sang đánh nó đi ha. Rồi bây giờ ngươi đáp vô đây một cái nữa đi. Là biết xem là tại sao nước biển lại mặn liền. Ồ, nó làm phép để nó đẻ thêm á. Coi nó làm phép gì đây. Rồi chuẩn bị nó đẻ thêm nè. Nó biết ngay mà. Đẻ cả đống mấy cái con xây luôn. Ê này, nó vô. Chặt nó. Nó đâu rồi? Trời ơi, mù lò khó chịu quá. Cố lên. 60 máu cuối cùng. 50 máu. Ui, nó hất tung mình kìa. Nhưng mà nó đâu biết được mình có cánh. Đợi lần cuối thôi ha. Trời, mấy con kia nó cũng bay lên giống mình kìa. Đợi cho con Void Shadow này đáp vô một lần nữa thôi là mình có thể kết thúc rồi đó. Trận chiến này hơi bị lâu rồi. Ê rồi, nó vô, kết thúc thôi. Void Shadow. Đâu rồi? Nó đi rồi. Một cái nữa. Yes.
thành công rồi. Voi Shadow thì cũng đã hy sinh rồi. Trả lại cái trứng liền. Rồi, hốt thôi. À, cái trứng này sao lấy vậy ta? Ôi căng rồi. Đây là cái rương. Trong rương sẽ cho mình một cái sword stone. Cái này thì mình có thể ném được block hả? Ồ không, ném được cái quả cầu. Wow. Đã nha, táo vàng. Một chút chai kinh nghiệm. Một cái áo có sửa chữa. Nhữ cấp độ 4 luôn. Đào nhanh dưới nước cấp độ 2. Hết rồi. Ồ, và khi mình lấy hết đồ thì cái rương nó cũng tan vỡ mất luôn. Lạ thiệt đó chứ. Rồi sau khi mình lấy cái trứng rồng thì mình sẽ bỏ vô ba lô ha. Để mình đi về cho nó an toàn thôi. Ô, chú cha. Gì đây? Mình đang ở đâu vậy? Ui, hình như nó cho mình xuống dưới lòng đất rồi. Oh my god. Cái gì kỳ á. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn thiệt luôn. A few moments later. Ngoài những món đồ đó ra thì mình còn có được một cái hiệu ứng trong người. Nó tên là Flame ha. Cái hiệu ứng này tức là mình đã trở thành một người có khả năng kiểu như là ấp được trứng rồng rồi. Và để ấp được trứng rồng thì mình cần phải đi ra ngoài lấy cái trứng rồng ra. Thử kích hoạt coi có ấp được hay không. Rồi. Ở trong đây cái trứng rồng nó ấp hình như theo cách khác hay sao á. Lúc mình đụng vô thì nó sẽ dịch chuyển rồi. Và bây giờ mình có hiệu ứng flame rồi nè. Có hiệu ứng này thì mình có thể ấp được trứng rồng rồi đó. Nhưng mà có gì đó sai phải. Ui trời. Anh người sát chiến đấu nứt người luôn rồi. Wow. Ui anh đang bị ức hiếp kìa. Thôi mình sẽ giúp anh thôi. Cố lên anh ơi. Mình có sát không? Rồi mình không có sát trong người. Con nên đi ngủ không ta? Chắc mình đi ngủ đi. Để em thôi, ban đêm ban hôm nguy hiểm quá. Hồi sáng thức dậy mình sẽ lên đẳng mình coi cách nào để ấp cái trứng rồng ha. Ủa? Lạ vậy? Mình đụng vô trứng rồng sẽ dịch chuyển mất rồi. Ui con xương. Khó nhằn vậy ta. Trong khi mình có hiệu ứng flame là có thể ấp được trứng rồng rồi đó. 2000 years later. Ta-da! Đây rồi. Nhưng mà hiện tại rồng vẫn chưa được thu phục á. Nên mình sẽ vô trong để lấy đồ ăn cho rồng ra ăn á. Và đó chính là những cái orc skin á. Mình... Cái gì? Đâu ra vậy? Đâu ra con Reaper ác vậy? Đâu rồi ta? Đây, orc skin nè. Rồi ra ngoài cho em rồng mình ăn thôi. Đây, đồ ăn tới đây, cưng ơi. Đợi đúng lâu luôn á. Cái trứng rồng Ender ấp đúng lâu luôn. Đó, mình sẽ thu phục ha. Được chưa ta? Ê, đổi mắt rồi nè. Màu, mắt đổi màu rồi nè. Hình như được rồi. Giờ thì tới công đoạn làm cái yên á. Tại vì muốn cưỡi được rồng thì mình phải có yên rồng nữa. Và yên rồng để coi set đồ. Đây. Mình cần phải có hạt sắt nữa. Hạt sắt thì có luôn. Đó. Úp. Đây. Được rồi. Giờ thì thử nào. Ọt nè. Rồi. Gắn lên em rồng. Ôi nhưng mà rồng giờ còn nhỏ quá. Còn gắn yên được không ta? Rồng còn nhỏ quá gắn yên không được. Cho rồng ăn đi cho mau lớn. Ăn đi cho mau lớn nha. Hết cho ăn được nữa rồi. Hay là giờ mình lấy cọng dây mình dắt vô trong nhà ta. Chứ để ngoài đây cũng hơi sợ đi lạc á. Nhưng mà nhìn rồng Ender hài hài sao trời.
nhìn mặt ngơ ngơ sao á. Mẹ đấy ơi, nhìn có cách nào dẫn vô trong nhà không ta? À có cách, có cách. Mong được mình đào cái hố rồi sau này lớn rồi sao ẩm lên. Khó thiệt chứ. Ừ có cách, có cách. Bây giờ mình lấy cọng dây. Không biết là trong nhà còn dây không nữa. Để mình buộc em gồng vô một cái góc nào đó rồi mới an tâm đi khám phá được. Chứ đi khám phá xong về gồng đi mất tiêu chết luôn á. Cọng dây hình như là làm từ một chút slam bone nè. Đó, rồi rồi rồi, có dây, có dây, có dây. Thử coi. Thử ra ẩm em gồng vô được chưa? Được không? Ồ, được, 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 được. Hợp lý, qua gửi nhờ mấy bác dân làng trông em gồng giùm á. Đây, đây, đây. Qua đây có mấy bác dân làng bảo kê cho em gồng. Đây, mấy bác giữ giùm em gồng của cháu nha. Đó, ở đây với mấy bác dân làng đi. Anh đi khám phá một bữa. Bữa nay có thành viên mới rồi, một em rồng kháo khỉnh ha. Ồ, mà tính ra gồng cũng mau lớn quá chứ. Mới đây bự hơn xíu rồi nè. Ui, cho ăn mau lớn thiệt á. Rồi, chắc giờ mình sẽ đi khám phá một chút ha. Chứ nãy giờ đi đánh boss bên thế giới kết thúc cũng lâu rồi, chưa đi khám phá. Trời gần sáng rồi nhưng mà thôi kệ. Nóc thêm cái nữa đi, để đảm bảo tầm nhìn cho chắc ha. Ôi dồi, tới cánh rừng bự nó. Ui, cay quá trời đất. Phải cẩn thận mới được chứ không thôi. Ê, ôi bay hút rồi. Ở bên này nó có một cái công trình nè. À, chỗ này cũng là của mấy bọn cướp dân làng. Rồi, bọn nó tới số với mình nữa. Có đem một quẹt không? Ui, không đem một quẹt. À, mình đem một quẹt là tới công chuyện rồi. Ui, con nào là mình mù lòi vậy? Con nào chơi ác chơi mù lòi rồi. Ui da, ai da. Ui. Chú cho, chú cho, chú cho. Ê, căng vậy. Ui. Suýt nữa thì đi đá rồi. Quá trời quá đất luôn. Đông vậy. Quá trời những cái con mà phân thân luôn rồi kìa. Một mình ta chấp á. Vô. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Con nào con phân thân ta? Kệ không chơi nữa. Đi lên trên trước. Chỗ này quá trời đông rồi. Đổi hướng đi. Hướng đó nguy hiểm quá. Mèn đét u. Trong đây đồ thì cũng bình thường thôi. Mà sao mình cảm giác chỗ này nguy hiểm quá hả? Mấy con này mày bắn 2 mũi tên mới chết nè. Nó không như những con trước nữa. Mấy con trước thì 1 mũi tên là chết hả? Ôi biết rồi, nó 60 máu lận. Máu nó nhiều gấp đôi mấy con bình thường á. Ui da, nó quýnh mình. Tôi xong rồi. Oh my god luôn. Ui da. Ui không ổn, không ổn, đại dương ơi. Mình còn yếu lắm, mình còn yếu lắm, không chơi được đâu. Wow. Hôm nay bắt đầu lại ăn hành lại rồi. Một dạng công trình nhưng mà những con quái trong đó, những tên cướp trong đó rất là trâu luôn. Phải bắn tới 2-3 hit thì mới chết được. Cận chiến thì chắc 4-5 hit. Căng đét thiệt chứ. Vũ khí bây giờ mình yếu quá. Không được. Mình sẽ làm dấu chỗ này để mình phục thù sau đi. Chứ hiện tại chắc chắn là mình chơi không lại rồi. Không khéo còn hư giáp nữa. Giáp mình có sửa chữa nên mình còn đỡ sợ một xíu ha. Chứ không có sửa chữa nãy giờ chắc nó dí nó quýnh như vậy. Chắc nát giáp là chắc cú rồi đó. Và đây là chỗ nào đây? Wow. Food and Hospital. À, cái chỗ này là chỗ cứu thương hay sao nè. Ui, nó xây đúng đẹp luôn á. Ui dồi ôi. Trang trí đúng đẹp luôn.
chỗ nhỏ xíu à. Lâu lâu có mấy chỗ nhìn dễ thương ghê á. Rồi đây là chỗ của một cái kiểu như là danh trại của dân làng thôi. Không có gì đặc biệt hết ha. Tiếp tục. Ồ, ở đây có cây nấm gì đây? Cây nấm gì ngon đây? Lại thêm một tòa tháp. Mình lại gặp thêm một cái cây nấm khổng lồ nữa nè. Và có con xương nhỏ kìa. Con xương baby. Nó bắn mũi tên gì mà mình đứng yên luôn rồi. Ôi không, khó chịu vậy. Nó bắn cái mình đứng yên luôn á. Ui đợt kìa, khó chịu đi. Người bắn tao sẽ bắn người lại. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp nè. Bắn cái mình đơ luôn như cây cơ luôn. Mũi tên khó chịu thiệt á. Ở đây có rương không? Để mình đi lên cây nấm này thử coi. Cây nấm quá trời bự nè. Ồ, có rương, có rương, có rương. Wow, cũng được một chút đồ ha. Áo vàng ăn nữa nè. Nấm, rất là nhiều nấm luôn. Hết rồi. Ui, nó còn đường đây nữa nè. Bài lệnh. Ui. Ui da, áo áo áo. Không biết trên đó nó còn rương không á. À, hình như chỗ đó cũng hết rương rồi. Thích bắn hồng con này. Ghê thiệt. Và những dưới những cây nấm khổng lồ này là những con xương mà có khả năng bắn phát là mình đơ luôn ha. Nên cũng phải thiệt là cẩn thận. Rồi bên đây là một cái dạng công trình siêu khổng lồ luôn. Rồi mình bay lên trên cái chỗ cao nhất thử. Wow, coi kìa. Có rương, có rương, có rương, có rương. Ui. Căng đét, căng đét, căng đét. Guns and Rose. Ui trời trời trời. Mấy con này là mặc cái nón hoa hồng. Nó đội cái nón hình cái bông hồng kìa. Mấy con này mình sẽ tiêu diệt hết. Nó trâu lắm. Nó mặc full giáp luôn mà. Mấy con này được trang bị vũ trang ghê quá. Rồi tiêu diệt bớt đi. Đồ trong đây thì ở dạng là bình thường thôi á. Cũng không gọi là xịn lắm. Nhưng mà cái công trình này khám phá cũng hơi đuối á. Kiểu nó bị bự quá. Nè bên đây cũng có chỗ nữa nè. Mình sẽ khám phá những cái đỉnh thôi ha. À, à. Vô là đập cái lòng spawn lên. Rồi dễ chơi đó. Kìa cứ thích vô. 60 máu không à. 60 máu là mình bắn tầm 3 mũi tên mới chết á. Nhưng mà mình có thể giết nó bằng cách cho nó rớt xuống á. Rồi. Rớt xuống đi. Ui ui. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Ui có con ong đâu đây nữa vậy. Con ong đâu mà tiết trên đỉnh này vậy. Ờ à, bên đây thì đỡ hơn xíu. Có một chút kim cương. Nói chung thì đồ cũng bình thường à. Có được mấy cái bình kinh nghiệm cũng khá là tốt nè. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có thêm một cái người bạn đồng hành mới là một em rồng Ender ha. Trong tương lai thì em rồng này lớn mình có thể gắn cái yên vào và cưỡi em ấy để đi khám phá là đỡ hơn được xíu thôi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ nghiên cứu coi còn con boss nào mình chưa đánh bại hay không. Thì mình sẽ đánh nốt luôn. Cũng như là tìm hiểu thêm một vài cái dạng công trình nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.